yêu chi qua, chị Bi Đỏ xin mến chào tất cả yêu bé yêu quý của chị Bi Đỏ nha. Ngày hôm nay chị Bi Đỏ và các bé, chúng ta sẽ cùng nhau đưa bé Na đi dạo vườn chơi nào. Chúng ta bắt đầu chơi nha. Đầu tiên khi vào vườn chúng ta sẽ tưới hoa để cho hoa được tươi tốt nè. Kế đến thì chúng ta sẽ chơi đùa với lũ bướm bắt bướm nha. Vui quá, bé có thấy bướm đẹp không nào? Để xem bé Na định bắt gì nào. Ơi, bé Na đã bị ong đốt rồi. Bé Na khóc rồi. Mặt bé Na trông ghê quá phải không các bé? Các bé nhớ là sau này không có được bắt ong đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho bé Na thở oxy để cho bé khỏe lại nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ học cách cấp cứu khi mà bị ong đốt nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho thở oxy, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng thuốc nhỏ vào mắt để cho mắt hết bị đỏ. Bé Na đã bị dị ứng với nọc của ong rồi. Chúng ta phải cho bé Na uống thuốc thôi. Sau khi cho bé Na uống thuốc thì chúng ta phải tiêm thuốc. Các bé có thấy đau không? Sau này là không có được bắt ong nha. Thấy ong thì chúng ta nên tránh đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng thuốc để bôi vào những vết đỏ của bé Na khi mà bị ong chích dị ứng lên hết rồi nè. Các bé có thấy sợ không? Thấy sợ thì nói cho chị Bí Đỏ biết nha. Chúng ta đã bôi thuốc xong rồi, chúng ta sẽ dùng gòn và thuốc để chà những vết thương này của bé Na nha. Giờ thì bé Na đã khỏe rồi. Bé Na trở lại vườn chơi thôi. Và nhớ đừng bắt ong nha bé Na. Video của chị Bí Đỏ đến đây cũng hết rồi. Chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé nha. Và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi những video tiếp theo của chị Bí Đỏ nha các bé. Chào tạm biệt tất cả.